Nghệ sĩ Vũ Minh Phương qua đời. Nghệ sĩ Vũ Minh Phương, tên thật là Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1955 tại Tân Châu, An Giang, đã trút hơi thở cuối cùng vào 23 giờ 20 phút ngày 6 tháng 3 tại Bệnh viện Điều dưỡng quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng dương 59 tuổi. Cách đây một tuần, khi thấy nghệ sĩ Vũ Minh Phương có biểu hiện khó thở, vợ anh, nghệ sĩ Ngọc Oanh vội đưa chồng vào Bệnh viện Điều dưỡng quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng bệnh trạng nghệ sĩ Vũ Minh Phương biến chứng quá nặng, không qua khỏi. Nghệ sĩ Ngọc Anh nghẹn ngào kể, căn bệnh gan chuyển sang suy thận, loạn nhịp tim, huyết áp cao, tiểu đường đã khiến bụng của anh bắt đầu phình to, khó thở. Những ngày qua, anh liên tục gọi tên con gái là Trinh. Tôi vội liên lạc với con gái của anh hiện sống với gia đình tại quê nhà, lên bệnh viện thăm. Gặp được con cháu, anh mãn nguyện để ra đi. Nghệ sĩ Vũ Minh Phương là kép chánh của nhiều đoàn cải lương nổi tiếng những năm 1980 và đầu thập niên 1990. Anh đã từng đóng các vai kép chánh trên sân khấu đoàn Khánh Hồng, An Giang, Sông Bé 123, Sông Bé Mới. Thời kỳ cải lương hưng thịnh, danh tiếng của anh được biết đến khi qua các vai diễn trên sân khấu đoàn cải lương Sống Chung. Thời đó, anh diễn vai kép chánh bên cạnh nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và khi anh về đoàn cải lương Trúc Giang diễn cặp với nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu. Đỉnh cao nghề nghiệp của nghệ sĩ Vũ Minh Phương là giai đoạn anh gắn bó với các đoàn Văn Công thành phố Hồ Chí Minh, Hương Mùa Thu, Thanh Nga trong các vở Hoa Độc Trong Vườn, Tiếng Sáo Đêm Trăng. Hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, Vũ Minh Phương được khán giả yêu thích qua nhiều vai diễn. Cách đây không lâu, chương trình Mai Vàng Kết Nối của Báo Người Lao Động đã đến thăm và trao tặng anh số tiền 10 triệu đồng do các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia chương trình này hỗ trợ anh điều trị bệnh tật. Lễ nhập quan tiến hành lúc 10 giờ ngày 7 tháng 3 tại nhà tang lễ An Bình. Lễ viếng bắt đầu từ 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3 tại Bệnh viện Dưỡng lão Nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Lễ đồng quan được tiến hành lúc 7 giờ ngày 11 tháng 3, sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.